Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đây là công trình công nghiệp thuộc nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt báo cáo, nghiên cứu tiền khả thi do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư. Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Điện 1 được giao làm đại diện chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 9.220,8 tỷ đồng, trong đó EVN tự thu xếp khoảng 30% và 70% còn lại là nguồn vốn vay thương mại không bảo lãnh chính phủ. Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục cần dẫn vào cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy. Tổng diện tích sử dụng đất của công trình là 99,62 ha. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công trình là biểu tượng giữa quan hệ của Việt Nam với Nga trước đây. Trước hết là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và hàng nghìn lao động của Việt Nam và Nga đã tham gia xây dựng để có công trình thủy điện ngày hôm nay. Đây là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, phát ra sản lượng điện 2.500 tỷ kWh/giờ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước phồn vinh thịnh vượng. Công trình thủy điện còn có tác dụng kiểm soát lũ lụt ở vùng hạ lưu. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương cũng như chính quyền địa phương để có công trình ngày hôm nay. Thủ tướng đề nghị cần phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm để đưa nhà máy vào vận hành một cách an toàn, với thông điệp an toàn tuyệt đối, an toàn lâu dài và an toàn và phát triển bền vững ở toàn bộ hệ thống, nhất là vùng hạ du, không để có bất cứ một sự cố nào xảy ra trong điều kiện thời tiết cực đoan. Không được để ảnh hưởng tới công trình cũ, những công trình trúng thầu cần phải nâng cao trách nhiệm để công trình này tuyệt đối an toàn lâu dài tại địa phương cũng như khu vực, bảo đảm đúng tiến độ và bảo đảm vệ sinh an toàn lao động cũng như bảo đảm môi trường. Bảo đảm tốt nguồn điện, không được để thiếu điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, xây dựng sơ đồ điện 8 phải chặt chẽ, minh bạch, công khai. Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ mang lại các hiệu quả tăng khả năng phát công suất phủ định cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí của hệ thống, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng sửa chữa. Theo tiến độ dự kiến, tổ máy 1 của dự án sẽ phát điện vào quý 3 năm 2024. Tổ máy 2 sẽ phát điện và hoàn thành công trình vào quý 4 năm 2024. Thủ tướng đã cùng các lãnh đạo bộ ngành và địa phương bấm nút khởi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Trước khi dự lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm động viên cán bộ công nhân viên nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu.